muốn thành công thì phải làm cái điều mà mình đam mê, tức là phải do what you love. Nhưng mà khổ cái em không biết what I love. Thì chỉ cách tốt nhất để biết mình what I love thì phải là love what you are doing. Tức là muốn tìm ra cái điều đam mê thì mình phải mê những điều mình đang làm, phải dốc sức dốc tâm làm những việc đang làm và sẵn sàng làm mọi thứ, quăng mình vào cuộc sống thì sẽ mới có cơ hội biết mình lại. Cái đằng này sếp giao cái gì cũng nói, ồ cái này không phù hợp với em, cái công việc này nó không chạm vào em, rồi công việc này em thấy nó không hợp với em, thì làm sao mà tìm mình được? Câu hỏi này là làm sao để nhận ra cái tài của mình, chứ không phải là cái tài người khác. Thì thực ra nhận ra cái tài của người khác là, thực ra là như hồi nãy tôi cũng nói sơ sơ rồi, đó là hành trình tìm mình thôi. Cái hành trình tìm mình thôi. Mà tìm mình thì có ba thứ tìm mình. Trong đó tìm ra con người giới tính, tìm ra con người văn hóa và tìm ra con người chuyên môn. Thì cái tìm ra cái tài đây là chính là cái tài của con người chuyên môn, tức là mình nên làm việc gì, mình làm nghề gì. Thì hỏi làm sao để biết mình giỏi cái gì, mình tài cái gì, thì tôi nghĩ có rất nhiều cách. Ví dụ có thể phát thảo một vài cách sau đây. Cách thứ nhất là nếu mình có phước phận gặp được những người lãnh đạo tài năng, họ sẽ rất nhanh chóng giúp mình biết, cho mình biết là mình tài cái gì. Đúng không? Có những gặp được nhà lãnh đạo khai phóng thì họ khả năng nhìn người, họ sẽ chỉ cho mình ngay, thì nếu mình may mắn. Thứ hai nữa, cách thứ hai nữa là mình hỏi đồng nghiệp của mình, hỏi những người mà có hiểu biết về mình và có nhận thức sâu sắc, có hiểu biết sâu sắc và có hiểu biết về mình, thì mình có thể nhìn góc nhìn của người đó. Nhưng không phải là góc nhìn nào cũng đúng, thì mình sẽ nghe nhiều rồi mình sàng lọc rồi mình tự nhận thức. Tại vì một trong những cái đặc tính quan trọng nhất của nhân tính đó là khả năng tự nhận thức của con người. Đó, khả năng tự nhận thức là một cái đặc tính quan trọng nhất của nhân tính. Cho nên là, và mình sẽ sàng lọc một số thông tin. Nhưng mà theo tôi thì hỏi lãnh đạo mình là ai, hỏi người khác mình là ai, hỏi ba mẹ mình là ai, hỏi bạn bè mình là ai thì cũng hay. Nhưng mà có một cái cách hay hơn tất cả những cách đó cộng lại, nhưng mà cách này hơi khó làm. Không biết là mọi người có những người mà chưa biết mình là ai, chưa biết cái tài của mình là gì, có dám dùng không? Nhưng mà cách này theo tôi là rất hay. Đó là cái cách này theo cái triết lý của Mahatma Gandhi. Thì ông ấy bảo rằng là the best way to find yourself is to lose yourself in service of others. Là cách tốt nhất để biết mình là ai, đó là hãy quên mình đi khi làm một điều gì đó và khi phục vụ người khác. Yeah. Không có một cách khác để khám phá ra mình. Cho nên cái thành tựu vĩ đại nhất của tuổi trẻ, thành đạt lớn nhất của tuổi trẻ không phải là thành đạt về tiền bạc, về chức vụ, danh tiếng, mà thành đạt vĩ đại nhất của tuổi trẻ đó là thành đạt về, tức là tìm mình, tìm được mình là ai, nhận ra cái tài của mình là cái gì và nên phát triển cái cuộc đời mình theo cái hướng nào. Cho nên là lao vào công việc, tức là nhiều người ta nói là muốn thành công thì phải làm cái điều mà mình đam mê, tức là phải do what you love. Nhưng mà khổ cái em không biết what I love. Thì chỉ cách tốt nhất để biết mình what I love thì phải là love what you are doing. Tức là muốn tìm ra cái điều đam mê thì mình phải mê những điều mình đang làm, phải dốc sức dốc tâm làm những việc đang làm và sẵn sàng làm mọi thứ, quăng mình vào cuộc sống thì sẽ mới có cơ hội biết mình lại. Cái đằng này sếp giao cái gì cũng nói, ồ cái này không phù hợp với em, cái công việc này nó không chạm vào em, rồi công việc này em thấy nó không hợp với em, thì làm sao mà tìm mình được? Rồi có nhiều người bảo là phải làm những việc mình thích, mà mình đam mê. Tôi thành thật khai báo, tôi cũng tin rằng tôi là con người tự do. Thì lẽ thường người ta hiểu là con người tự do là con người làm những gì mình thích, đúng không? Nhưng trên thực tế thì tôi thấy rằng là trong 10 việc mà tôi làm chỉ có một việc tôi thích thôi, 9 việc tôi không thích. Nhưng tôi vui vẻ và sẵn lòng làm 9 việc mà tôi không thích chỉ để có cơ hội được làm một việc mà tôi thích. Cho nên cái sở thích này đừng có tuyệt đối hóa nó. Nếu công việc này em không hợp, công việc kia em không hợp, công việc nó không chạm vào người em, em làm mà em cảm thấy em thấy nó, em không tìm thấy em trong công việc đấy, thì cứ lăn lưng mà làm được từ một lúc rồi đó mới tìm thấy cái chỗ nào, tìm thấy cái việc gì là nó chạm. Còn nếu không thì không bao giờ chạm cả. Lao vào cuộc sống, đó chính là cách tốt nhất để tìm ra chính mình. Không có cách tốt hơn đâu. Còn nếu không thì cứ ngồi đó xem nhạc điệu, đoán chương trình thôi, rồi tối ngày nghe người ta nói, nghe người ta phán. Nhưng mà rồi
có những cái, có nhiều ông sếp có tâm mà có khai, có nhiều người sếp khai phóng, có tâm, người ta chỉ cho mình biết mình là ai, nhiều khi cũng không tin nữa kia, phải nghi ngờ luôn cả những cái góp ý của họ, nhận định của họ. Rồi ông nói này chắc ông có ý đồ gì thôi chứ còn ông muốn lột mình thôi chứ còn thực ra đâu phải gì đâu. Nó tóm lại là không tin vào ai mà cũng không tin vào chính mình luôn, bởi vì mình không có quăng mình vào cuộc sống. Cho nên tuổi trẻ không nên ngại việc, tuổi trẻ ngại việc sẽ không bao giờ biết mình là ai.